kẻ ăn cắp một ổ bánh mì. Người ta thường kể về một trong những ông thị trưởng đầu tiên của thành phố New York bên Hoa Kỳ, giai thoại như sau. Một ngày mùa đông lạnh buốt nọ, ông thị trưởng phải chủ tọa các phiên tòa. Người ta điều đến trước mặt ông một ông lão quần áo tả tơi. Người đàn ông này bị tố cáo là đã ăn cắp một mẩu bánh mì. Lời tự biện hộ duy nhất mà người đàn ông khốn khổ đưa ra là: gia đình tôi đang chết đói. Nghe xong lời cáo buộc của cự tòa cũng như lời biện bạch của ông lão, viên thị trưởng đưa ra phán quyết như sau: luật pháp không tha thứ cho bất cứ một hành động xấu nào. Tôi thấy cần phải trừng phạt ông, và hình phạt cho tội ăn cắp là ông phải đóng $10. Vừa công bố bản án, ông thị trưởng rút trong túi của mình ra $10 và trao cho người đàn ông khốn khổ. Quay xuống cự tòa, ông nói tiếp: ông lão đã bồi thường vì tội ăn cắp của ông. Còn phần quý vị, tôi yêu cầu mỗi người phải đóng 50 xu tiền phạt vì sống dựng dưng, đến độ để cho trong thành phố của chúng ta còn có một người nghèo phải đi ăn cắp. Nói xong, ông ra lệnh cho viên biện lý đi thu tiền tất cả cho ông lão. Khi chiếc mũ đã được truyền một vòng tòa án và trở về tay mình, ông lão đếm được tất cả là $47.50. Trong sứ điệp mùa chay năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã mời gọi chúng ta hãy đọc và suy gẫm về dụ ngôn người giàu có và anh Lazaro. Mới ngày qua, chúng ta có cảm tưởng người giàu có trong bài dụ ngôn đã không làm điều gian ác nào đến độ phải bị trầm luân. Chúa Giêsu đã không nói ông đã trộm cướp hay biện lầm hoặc gian xảo trong việc làm ăn. Ngài cũng không kết án ông ngày ngày yến tiệc linh đình. Vậy thì đâu là tội của người phú hộ? Thưa, đó là tội dửng dưng trước nỗi khổ của người khác. Chúa Giêsu nói đến sự hiện diện ngày qua ngày của một người khốn khổ trước cửa nhà ông để cho chúng ta thấy sự đan tâm làm ngơ của người giàu có. Máu chảy ruột mềm trước cảnh khốn khổ của người đồng loại mà người giàu có ấy vẫn không biểu lộ một chút xúc động hoặc làm như không nhìn thấy thì quả thật không gì đáng trách bằng, bởi vì người giàu có đã làm cho trái tim của mình khô cứng. Dựng dưng trước nỗi khổ của người khác không là một thái độ vô thượng vô phạt, mà là một hành động tội ác. Ông thị trưởng của thành phố New York trong câu chuyện trên đây quả thật đã thấy được tội ác của chính ông và của thị dân của ông đối với lão ăn cắp một ổ bánh mì.